trên cái xe ZS6R này phiên bản đời mới á, thì đã được nâng cấp lại cái facelift ngoại hình rồi. So với trước đây thì nó tròn nó, thì bây giờ nó đã mang nhiều thiết kế góc cạnh từ những cái dòng xe mà ZS10 hay là Kawasaki H2 mang xuống ở đây. Thì với công nghệ của xe mô tô đời mới thì cái chiếc này á sử dụng động cơ cũ nhưng là được cải tiến một phần bên trong từ piston cho tới hệ thống côn kiếp các thứ mọi thứ để được nâng cấp lên, thì thành ra cho chiếc xe này mạnh tới 136 mã lực lận. Thì đây là một động cơ 4 máy 636 phân khối và nó có rất là nhiều chế độ lái. Nó có hai chế độ lái chính là full và low. Khi mà bật full nó thì chúng ta chạy nó không có hẳn cô. Chiếc xe này có vòng tua máy tối đa lên tới 18.000, thì so với một dòng xe mà 600 phân khối thì 18.000 này nó cũng có thể chạy được ngoài 260, 270. Thậm chí là nếu mà mod đúng cũng như là mình có làm lại cái bô aftermarket đó thì nó có thể kéo lên được gần 300 hoặc 299 gì đó. Ngoài ra thì những cái công nghệ mà của những xe mô tô sport bike hàng đầu á, những cái xe 1.000 phân khối á, nó đều được mang và đặt lên chiếc xe này hết. Cũng như là đây là có một hệ thống cuộc của Showa, nó là SFFBP hay gọi là Separated Function Comfort á, là Big Piston. Đây là một cái cặp phục được sử dụng trên rất nhiều xe phân khối lớn từ Z1000, ZS10, thậm chí là CB1000R, mà những dòng xe phân khối lớn khác nó đều sử dụng cặp phục này. Cho nên có thể nói là so với nhiều chiếc hoặc là so với chính hãng là Ninja 650 trước đây đi thì nó cũng không được trang bị những cái đồ chơi như thế này. Ngoài ra thì nó đã làm lại hết những phần từ bình xăng, cái phần đuôi này được vuốt nhọn và cao hơn. Có thể nói là leo lên xe sẽ hơi khó khăn một chút xíu nhưng mà nó sẽ tạo ra nhiều cái cảm giác thể thao hơn. Với lại cái phần bình xăng này nó có cái phần lõm ở phía giữa này, thì đây là cái phần mà khi mà chúng ta chạy tốc độ cao, chúng ta nút gió thì cái cầm của chúng ta khi mà độ nóng không phơi á là sẽ được ép vào đây sát nhất để khi mà gió nó không bị bạc đầu. Thì đây là cái phần mà thiết kế là cố tình làm. Trên chiếc xe này cũng được tập hợp rất là nhiều công nghệ, ngoài móc lái ra thì nó còn bao gồm cả hệ thống tinh chỉnh van pô biến thiên hay gọi là ESUB, nếu mà trên Yamaha hay gọi là ESUB nằm trong đây. Ở đây thì đã gắn cây shift-on của Acapovic lên. Và phía bên trái này cũng có quyển ship là hệ thống sang số nhanh cũng được sử dụng đây luôn. Hệ chiều, nó chỉ có một chiều lên thôi, nó là quyển ship up, nó không có quyển ship down, nó không hỗ trợ quyển ship down, nó chỉ có quyển ship up thôi. Tại vì khi mà xe này dùng hay người ta dùng để đua mô tô 3 thì người ta thường là chỉ xài up thôi, còn ít xài down. Down là khi mà mình chơi những thể loại khác thì người ta xài down nhiều hơn, còn thêm đạp thì nó hay xài up thôi. Còn cái phía bên trong đây này nó có tới 3 chế độ của traction control. Này là được Kawasaki được nó phát triển riêng luôn, hay gọi là Kawasaki Lao Control thì nó cũng nằm trên chiếc xe luôn, và nó có tới 3 chế độ của traction control. Nó kết hợp với hai cái chế độ lái là full với low như hồi nãy em nói á, là nó sẽ tạo thành một cái bộ kết hợp tạo thành 6 chế độ tùy chỉnh tùy theo điều kiện của mình luôn. Nó không có chế độ đường mưa hay là này kia như những xe khác, nhưng mà nó có tới hai chế độ này. Thì khi mình chỉnh traction control thì mình sẽ cảm thấy xe nó phù hợp theo ý mình, theo ý của biker luôn, chứ không phải là chỉnh trên máy để mình bấm xong rồi nó về đó. Cái này mình chạy mình cảm thấy nó theo thì mình chỉnh lại. Ngoài ra thì trên chiếc xe này cũng được trang bị ABS luôn, mà ABS này là ABS của Kawasaki. Nó không là nhờ vào mỗi chuyển động của bánh xe, nó còn nhờ vào vị trí bấm ga hay là tốc độ trên đây luôn, tốc độ trên xe. Ngoài tốc độ ra nó còn bấm ga cũng như là đánh lửa. Nó can thiệp, cái hệ thống ABS này nó lại can thiệp rất là nhiều vô. Thành ra khi mà mình phanh á, nó cũng sử dụng là phanh động cơ luôn. Là bên trong này nó cũng chỉnh sửa lại cái những cái chế độ phun nhiên liệu của ECU lại để mà nó giúp mình phanh an toàn hơn. Thì đó là cái chế độ của Kawasaki nó rất phức tạp, thì em chỉ biết đó thôi chứ không có tìm hiểu sâu thêm. Thì về cái ngoại hình của nó thì nó rất là gọn, do là 600 phân khối 4 máy ra cái cục máy rất là gọn, cho phép là mình ngồi á, nó mình cảm giác cái xe rất là lanh lẹ so với những dòng xe 1.000 thì mình có thể mình ôm chặt hơn. Đồng thời thì hai bên này so với những dòng xe khác thì nó đã có một cái ốp nhựa nằm phía bên ngoài này,
Thứ nhất là nó tôn dáng xe lên, tôn dáng thiết kế tổng thể của xe. Thứ hai là nó che được cái khung sườn bằng kim loại. Thì cái việc mà khi mà mình đi tour có dùng chiếc xe này đi đường trường á thì nó rất là nóng và nó truyền nhiệt ra phía bên sườn này. Ai chơi sport chắc cũng biết, nhưng mà ở đây thì nó đã có cái ốp nhựa nằm đây rồi, khi mình ta ôm vô chúng ta sẽ không bị bỏng giò đó. Mình thấy là cái này là một cái chi tiết mà chỉ có xe này có, so với R6 thì cũng không có được những chi tiết này. Trên xe thì cũng có những mọi thứ đều là tiêu chuẩn hết, như là bánh 180, 120, bánh lớn đủ để mình có thể mà xử lý trong rất là nhiều trường hợp. Đặc biệt hơn là vì thiết kế sườn nhỏ cho nên cái góc bể lái của nó rất lớn. Thậm chí nhiều người nói đây là xe thuần sport, nhưng mà đây vẫn sẽ là một chiếc sport city tốt, tại vì góc bể lái rất lớn. Tuy nó là ghi đông của một xe thể thao thuần, nhưng mà góc đánh lái của nó lên tới khoảng 32 độ lận, thì nó khi mà mình chạy trong phố rất là linh hoạt. Cho nên cái việc sử dụng chiếc xe này trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng 195 nếu độ đầy bình xăng, kết hợp với lại với toàn bộ chế độ lái tùy chỉnh theo người lái và góc bị cua lớn, thì chiếc xe này rất là linh hoạt khi chúng ta sử dụng trên đường phố. Đặc biệt cái màu sơn GRT này thì là cái màu nó liên tục hơn cái màu đen, cho nên giá nó sẽ có thể có sự chênh lệch chút xíu, chênh lệch hơn và ở cái bản này sẽ mắc hơn chút xíu. Cái bình xăng này á, nhìn nó bé bé vậy mà nó cũng chứa tới 16 lít 7, mà ghi 17 lít làm tròn luôn á. Nãy nói là trọng lượng luôn bình xăng là 195kg. 195kg ước. Cái xe này á, để đảm bảo nó có một thời gian nó vắng bóng trên thị trường là vì cái độ tiêu chuẩn khí thải nó không đạt tiêu chuẩn. Thành ra để nó đạt được cái Euro 4 á, nó phải làm lại rất là nhiều, như là từ hệ thống phun nhiên liệu cho tới hệ thống bô. Hệ thống bô bây giờ nó làm cái nó làm được cái bầu bô ở dưới rất là lớn, cho nên là trọng lượng xe của đời này có thể tăng hơn đời cũ chút xíu, nhưng mà để bảo đảm cái đó thì ra nó phải làm. Nhưng mà nó đồng thời nó cũng chỉnh sửa lại một vài cái để mà vẫn giữ nguyên cái sức mạnh, thậm chí là cao hơn. Đó chính là cái kim phun. Cái kim phun của nó bây giờ là kim phun mà người ta gọi là kim phun nano, nó phun những cái hạt nhiên liệu rất là nhỏ. Hình như em nhớ là khoảng 50-60 nanomet thì nó không, gần như không có đo được luôn, thì nó nằm trong đây. Nhất là để nó hiệu suất đốt cháy nó tốt, nó đảm bảo khí thải. Thứ hai là sẽ vẫn giữ nguyên được cái sức mạnh. Cho nên cái lần ra mắt ngược trở lại đây thì là nó lại đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, nó làm lại hết facelift lại toàn bộ những cái thiết kế bên ngoài luôn so với đời trước. Đời trước là nó khá là giống với ZX10, nhưng mà đời này thì nó đã làm gai hơn rồi, nó khá là giống H2 nhiều hơn là ZX10. Trước đây thì làm đầu nhỏ, còn giờ nó làm gần hết luôn. Em tìm hiểu cái phần đuôi sau của nó có một cái ốc nhựa để kèm theo để khi mà biến cái yên sau thành đi solo mà. Hiện tại thì em chưa thấy. Anh Huy không có đi kèm theo bản này, mà có thể nó là đồ chơi đi kèm thôi, là mình có thể tháo. Tại vì cái bộ phận yên sau này mình tháo rất là dễ, tháo ra mình gắn vô thôi, thì nó là có thể là một chi tiết là của hãng mình phải mua thêm nó thành solo. Mình có ước tính được giá của nó không anh? Hiện tại em không có thông tin về giá của nó lắm, nhưng mà giá ở tại vì chiếc xe này được nhập nguyên kiện là một nguyên chiếc từ Anh Quốc về, thì giá tại Anh Quốc là 9.600 như 9.700 bảng, thì nếu mà quy ra tiền Việt thì khoảng 300 triệu ở tại Anh Quốc. Thì về đây thì nó chắc chắn là phải hơn rồi, nhưng mà ở Anh thì nó khoảng 300.
rồi mình chỉ mới nẹt nó khoảng lên khoảng 7.000 thôi. Giờ đây là chiếc xe nó có red light là 18.000 thì lúc nó lên thì chắc là rất là chói tai. Cũng mặt được, với lại cũng là xe mới. Thật ra mình chỉ nẹt đến 6.000 thôi. Mà xe này thiết kế cái hành trình piston rất là ngắn cho nên cái tiếng của nó tạo ra liên tục. Nếu mà chúng ta chạy trong track á, chúng ta nên đeo tai nghe vô tại vì cái âm thanh rất là chói. Đặc biệt là nếu những anh em ở Việt Nam á, thích chơi lên full system nó còn chói hơn nữa. Để bảo vệ tai thì đó là lời khuyên thôi. Thì những dòng xe 600 thường là nó sẽ lấy được vòng tu máy rất là lớn, thậm chí lớn hơn những dòng xe 1000. Cho nên là nó có những cái giải đua riêng dành cho những dòng xe này. Thậm chí chiếc xe này từng có ghi nhận là đã thắng giải đua nguy hiểm nhất hành tinh TT ở Isaac Man rồi. Nó là đời 2008-2009 như vậy. Một giờ xe này thì người ta thường gọi nó với hai cái tên. Thứ nhất là ở Việt Nam chúng ta quen gọi là Ninja ZS6R, nhưng mà nếu ở thị trường châu Âu người ta hay quen gọi là Ninja 636 hơn, tại vì nó 636 phân khối. Cho nên ngay cả phiên bản KRT này thì nó lại ghi là ZS6R, nhưng mà trên cái chiếc đen ở đây nó sẽ thay đổi hết lại gần như là dàn tem luôn. Mình thấy chữ Ninja và sau nó có chữ 636 đặc trưng luôn. Xe này không có phiên bản châu Á như là ấy, nó chỉ có hoàn toàn là phiên bản châu Âu và Mỹ thôi. Cho nên là khi mà xe này về là anh em sẽ không tìm được xe Nhật, anh em sẽ chỉ tìm được xe Âu và xe Mỹ thôi. Mà xe Âu thì đã ngừng mấy năm trời là do tiêu chuẩn khí thải bên châu Âu rất là cao. Cho nên trước đây anh em nào mà chơi được với S6 á, là có khi là phải nhập từ Mỹ, ngay ở Mỹ á. Mà những bang ở Mỹ như là California thì chiếc này cũng bị cấm vì không đạt tiêu chuẩn khí thải. Chiếc xe rất là mạnh và anh em bên nó được săn đón rất là nhiều. Và bây giờ thì nó đi về đây thì nó dễ hơn, là đã được bán tại Việt Nam rồi. Trước đây thì là không có, ngay cả chính hãng cũng không có. Chỉ có Ninja 650 là một dòng xe hai máy thôi.